Trước đây là bụng của chị này có mở nhiều, chứ chị này không có da trùng, chị không chưa có da, chưa có con á mọi người, cho nên là bụng chị có mở thôi. Cho nên là đối với lại trường hợp này là mình sẽ hút hốc mở bụng toàn bộ nha, tức là mình sẽ hút mở bụng trên, bụng dưới, hai bên eo của mình luôn. Kết quả rất là rõ ràng luôn nha, bụng của mình nó rất là gọn, và đồng thời là mình thấy là trước đây là bụng của mình nó mở nhiều, nó làm cho mình mặc đồ rất là tự ti, và lại cái cơ thể của mình nó nhìn nó cũng không có được đẹp, nó nhìn có vẻ nặng nề. Cho nên đối với lại trường hợp này là mình sẽ hút mở bụng toàn bộ. Những cái chỗ mà em băng lại đó mọi người, đó là những cái chỗ mà mình hút mở bụng thôi, cho nên là sau này là mọi người chỉ cần cắt chỉ 7 ngày là hoàn toàn không để lại sẹo cho mình gì cả. Sau một ngày thì khách hàng mình có thể tự đứng dậy, mình đi lại, mình đi về nhà được bình thường rồi nha. Có nghĩa là khách hàng không có cần phải sợ về vấn đề nghỉ dưỡng. Ai mà có đi làm việc á thì mình đi làm việc được luôn, qua ngày hôm sau đi làm được bình thường luôn. Với lại không có cần phải kiêng cữ gì nhiều nha. Mình thấy là chỉ có hơi sưng bầm do là cái cơ địa của mình, có những chị sưng bầm ít, có những chị sưng bầm nhiều nha. Đối với lại trường hợp khách hàng nào mà bụng lớn, bụng to thì mình có thể tiến hành căng da bụng, còn trường hợp bụng nhỏ hay là bụng mình có mỡ thôi á thì mình có thể tiến hành là mình hút mỡ bụng ạ. Bụng trước và sau khi làm của chị này đây mình thấy nè. Và bụng của chị này bác sĩ cũng có nói là hút cũng khoảng cỡ 2 đến 3 lít mỡ, rất là nhiều mỡ nha, bao bụng trên bụng dưới luôn, với lại hai bên eo nữa. Sau một ngày thì khách hàng mình có thể tự đứng dậy, mình đi lại, mình đi về nhà được bình thường rồi nha. Mình thấy là chỉ có hơi sưng bầm do là cái cơ địa của mình, có những chị sưng bầm ít, có những chị sưng bầm nhiều nha. Đối với lại trường hợp khách hàng nào mà bụng lớn, bụng to thì mình có thể tiến hành căng da bụng, còn trường hợp bụng nhỏ hay là bụng mình có mỡ thôi á thì mình có thể tiến hành là mình hút mỡ bụng ạ.